Xin chào quý đại lý và quý khách hàng. Hàng nhập khẩu Âu xin giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng một trong những sản phẩm mà trong vài ba năm gần đây hàng nhập khẩu Âu cũng bán ra thị trường Việt Nam tương đối tốt. Đó là nước đông trùng hạ thảo của công ty Dream Corporation của Hàn Quốc. Thế thì này, cái sản phẩm này là một hộp của nó là có 60 gói, mỗi một gói của nó là có 30 ml. Trên cái hộp giấy là rất là đặc trưng của Hàn Quốc. Đây là một thùng của sản phẩm đây, là rất nhiều chứng nhận khác nhau, xuất xứ Hàn Quốc. Một thùng thì có 6 gói, một thùng có 6 hộp, một hộp thì có 60 gói, mỗi một gói 30 ml. Đây, công ty Dream Corporation, công ty Dream của Hàn Quốc. Chi tiết của hộp này xin quý vị vui lòng xem tiếp theo. Vâng, cái sản phẩm hàng nhập khẩu Âu đang muốn giới thiệu cho quý vị chính là cái sản phẩm đang quay trên này. Nó khá là nặng nên tôi phải đưa lên cái giá quay trưng bày sản phẩm. Sản phẩm này thì có rất nhiều cái điểm cộng nhưng mà cũng có những cái điểm trừ nhất định. Thế thì tôi sẽ phân tích cho quý vị xem. Điểm cộng đầu tiên ấy là về cái mẫu mã, nhưng điểm trừ đôi khi cũng là cái mẫu mã luôn. Thì đây là một trong những sản phẩm được đầu tư có thể nói là rất là chỉn chu, từ cái túi xách bằng vải không dẹt này, hết sức chắc chắn, to, hoành tráng, in màu cũng đẹp, đầy đủ thông tin, đây, rõ ràng. Dream Corporation, viết tắt là DR này, quý vị này, made in Korea. Thế rồi các chứng nhận đây, ISO 9001 2008, bảo hiểm của Samsung, đã đăng ký về bản quyền công nghiệp. Quý vị nhìn thấy màu sắc rất là đẹp này, sách thì rất là sang trọng, cực kỳ chắc chắn, sách đi chợ cũng được. Công ty cũng đã đầu tư rất là bài bản, đây có cả cái chống cái hạt nổ này, rất là chắc chắn, lịch sự, sạch sẽ, hộp màu rất là đẹp. Nhưng mà sau nhiều năm bán cái hàng này thì có một cái điểm trừ rất lớn của công ty này, đây sẽ phân tích cho quý vị xem. Đây, mở ra sản rất là nặng. Đây, hộp thì vô cùng hoành tráng, cực kỳ đẹp luôn, chắc chắn, in ấn phía đằng trước rất là tuyệt vời. Nhưng mà có hai điểm trừ rất là lớn của cái sản phẩm này. Hy vọng là nhà sản xuất theo dõi được video này, hạn thì nên có cái điều chỉnh. Thứ nhất là cái khóa phía trước và hai cái khóa phía sau được làm vô cùng là thủ công và có thể nói rằng là cực kỳ cầu thả. Cái điểm điểm trừ đầu tiên đây, có thể nói là trong tất cả những cái khóa mà xấu nhất ở Hàn Quốc thì cái khóa này chắc là nếu mà cho vào trong một lớp thì cái khóa này làm lớp trưởng. Màu sắc thì xỉn, nhìn nó quá là rẻ tiền. Cái điểm trừ, điểm cộng thì nhiều đấy, em điểm trừ ở đây ba khóa đằng sau thế này, rất là xỉn. Thế nên là chắc là nhà sản xuất người ta cũng muốn làm để cho tiết kiệm chi phí. Đây là một trong sản phẩm tốt nhưng mà với mức giá rất là bình dân, hầu như ai cũng mua được. Nhưng mà so với các sản phẩm như là của Achimadang này, của Kangwa này, của Quang Đông này, thì họ có thể là đầu tư vào cái hệ thống khóa này mà cảm giác như là dùng 100 năm nữa cũng không hỏng được, rất là đẹp. Hay điểm trừ đó thứ nhất, điểm trừ thứ hai nữa là cái công nghệ in phía đằng sau, in ra một tờ giấy dán ra đây, in rất là mờ mịt. Nhưng có thể nói là như thế này cho nó tiết kiệm được cái chi phí nhưng mà nó không 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 được tuyệt vời lắm. Đấy, có thể nói là hai cái điểm trừ khá là đáng tiếc của sản phẩm này, thì còn lại là cơ bản ấy, là đều là điểm cộng cả. Điểm cộng đầu tiên đấy là cái cũng vừa là hình thức nhưng mà vừa là điểm cộng luôn đấy, vừa là điểm trừ. Thì đây, cái một trong cái vỏ hộp mà có cái màu sắc rất là đẹp, hộp cực kỳ là hoành tráng, rất là phù hợp với biếu tặng hoặc là đối với người Việt Nam mình cứ phải là to hoành tráng, thì cái này có thể nó đáp ứng tuyệt đối, không những to mà có thể là rất to. Đây, mở ra quý vị có thể xem. Thứ hai nữa là đây còn cái điểm trừ nhỏ nhỏ nữa, hy vọng nhà sản xuất
Nếu mà xem video này thì có thể nghiên cứu. Hiện nay 4.0 mà, thì hầu hết các sản phẩm từ Hàn Quốc hiện nay thì người ta đều có cái mã QR code hết. Các mã QR code cả. Như đây, đây là một cái sản phẩm dành cho trẻ em thôi, của Sangha, thì cũng đều có mã QR code. Đến những sản phẩm khác của Achimarang, của Quang Đông. Nhưng mà sản phẩm này thì không có cái mã QR code, mặc dù nó cũng chẳng có giá trị liên quan đến cái hàng thật hàng giả đâu, nhưng mà nhiều khách người ta vẫn thích tít để tra cứu cái xuất xứ hàng hóa hơn. Thì sản phẩm này là có 60 gói, mỗi một gói là có 30 ml. Công ty tên rất là to, là sản phẩm xuất khẩu cho nên là có cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Đây là mở ra cái sản phẩm cho quý vị xem. Mở khá là đau tay đấy. Đấy, quý vị nhìn như cái vali hạt nhân của Tổng thống Mỹ, rất là hoành tráng. Họ đầu tư có thể nói là không phải ít tiền đâu, thế nhưng mà vẫn có vài ba cái chỗ mà hơi hơi lỗi. Đây, một cái hộp này là có 60 gói, 60 gói. Đầu tư cái sản phẩm gói rất là đẹp, in nổi, dập nổi này, dập các cạnh nhất, đấy, rất là tuyệt vời. Đây một một trong 60 gói của sản phẩm nước đông trùng hạ thảo. Nước đông trùng hạ thảo thì quý vị xem cũng đã tìm hiểu khá nhiều về cái nước đông trùng hạ thảo này rồi, thì tôi cũng chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Thì trên này nó là các ký mã hiệu của nhà sản xuất liên quan đến cái thông tin đối với sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc này, các chứng nhận về an toàn, chứng nhận về bảo hiểm người tiêu dùng và một số cái chứng nhận khác. Mỗi một gói là 30 ml, thì cái ngày sản xuất là được dập in nổi, à quên, ngày sử dụng, hạn sử dụng date đấy là được in dập nổi tại trên cái gói luôn. Là tiếng Hàn, là người cái ngày Hàn của đọc ngược lại 2022 12.15, thì đọc ngược lại là ngày 15 tháng 12 năm 2022, thì sản phẩm này là hết hạn sử dụng. Phía đằng sau là các thông số của sản phẩm. Thì cái nước đông trùng hạ thảo này thì mọi người hay gọi là nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng đấy, nhưng thật ra thì quý vị thấy gỗ công nghiệp ngoài dán giấy. Thành phần thì chiết xuất chính của nó là đông trùng hạ thảo. Ngoài ra thì còn có những cái sản khác, cái chiết xuất khác, ví dụ như là vỏ quýt này, vỏ cam này khô của Hàn Quốc này, đấy, rồi chiết xuất táo đỏ Hàn Quốc này, cam thảo, rồi quế, rồi là cái cây Hovonia, cái cây mà dịch thành tiếng Việt là cây nho phương Đông đấy, mà hàng nhập khẩu cũng đang phân phối đến hơn 10 loại sản phẩm khác nhau, mà mọi người hay gọi là nước bổ gan giải rượu đấy, bổ gan giải độc, bổ gan thải độc và bổ gan giải rượu, thì chính là chiết xuất từ cây Hovonia dulcis này. Là cây nho phương Đông. Rồi là một số những cái thành phần khác nữa của Hàn Quốc. Thế thì cái công dụng của cái sản phẩm này thì về cơ bản là nó cũng là giống như nước đông trùng hạ thảo nói chung. Quý vị thấy thì đầu tiên chẳng hạn thì có thể nói là người ta ca ngợi nó là thuốc đại bổ, có nghĩa là tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường hệ hô hấp, trị ho, làm chậm quá trình lão hóa, hạn chế những bệnh tật tuổi già, giảm đường máu, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp, tăng cường chức năng tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng, là tác dụng có thể nói là rất là tốt đối với những trẻ em và trọng lớn thì có thể sử dụng cái này. Thế ngoài ra thì cái sản phẩm này còn có những công dụng khác liên quan đến bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, phục hồi cân bằng sinh lý cho cả nam và nữ, thúc đẩy các hormone sinh dục. Thế rồi khi mà sử dụng cái nước đông trùng hạ thảo này thì hầu như là quý vị đều rất là thích thú, ca ngợi là nó ăn ngon ngủ ngon, sức khỏe tăng. Còn nhắc đến đông trùng hạ thảo thì có thể nói là gần như là cái công dụng số 1, nhưng mà thật ra tôi muốn nhắc cuối cùng, đó là những cái bệnh liên quan về phổi như là hen suyễn, đấy, ho, ngạt mũi, thì sử dụng cái nước đông trùng hạ thảo này có thể nói là nó đặc biệt hiệu quả. Còn cái hướng dẫn sử dụng của cái này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Quý vị thấy người ta đã chiết xuất thành gói nước sẵn cho mình. Thì
quý vị khỏe tay thì có thể xé theo cái mép này, nhưng mà người yếu tay chẳng hạn thì nên có cái kéo cắt góc chữ A hoặc là cắt dọc này cũng được, đổ ra cốc hoặc là trực tiếp mút uống. Thì mỗi một ngày chúng ta dùng 1 đến 2 gói, mỗi ngày dùng 1 đến 2 gói, mỗi gói dùng một lần. Thế rồi bảo quản nơi khô ráo, tránh cái nơi ánh sáng hoặc là ánh nắng mạnh chiếu vào. Quý vị có thể là muốn uống ngon hơn thì để trong ngăn mát tủ lạnh cũng được, nhưng mà khi mà đã cắt gói này ra xong thì nên sử dụng hết, không nên để. Thế sản phẩm này thì chắc chắn là không phải là thuốc rồi, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên đây là một trong sản phẩm có thể nói là ở cái mức giá bình dân nhưng mà khá là tốt trên thị trường. Đây là một trong khoảng hơn 30 sản phẩm khác nhau mà hàng nhập khẩu Âu đang phân phối trên thị trường Việt Nam, bên cạnh những cái sản phẩm như của Kangwa, của Tiêu Foods, của Quang Đông, bây giờ là của Achimarang, của Bio Pharma, vân vân, Samsung Bio. Thì hiện nay là hàng nhập khẩu đã phân phối hơn 30 loại khác nhau về cái nước đông trùng hạ thảo này. Thì ngoài cái dạng nước ra thì hàng nhập khẩu còn phân phối ra những dạng như viên hoàn, viên hoàn đông trùng hạ thảo, hoặc là cao đông trùng hạ thảo, cao nguyên chất hoặc là cao có pha chế, hoặc là cao kết hợp thêm một số khác như cao đông trùng hạ thảo hồng sâm, cao đông trùng hạ thảo linh chi, vân vân. Rồi dạng cao này, dạng nước này, trước đây còn có cả dạng dạng con nữa, con đông trùng hạ thảo hoặc là cái hoa đông trùng hạ thảo này. Thế hiện nay thì dạng con đông trùng hạ thảo thì hàng nhập khẩu đang tạm dừng không phân phối. Thế còn chỉ có phân phối cái hoa đông trùng hạ thảo thì tương đối là tốt, giá cả nó rất là phù hợp, sử dụng rất là hay, rất thích. Thì quý vị muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn mua những sản phẩm này thì xin vui lòng liên hệ với website hàng nhập khẩu Âu, mà tốt nhất là quý vị nên liên hệ số hotline là hàng nhập khẩu Âu chấm trên website là hàng nhập khẩu Âu chấm vn thì quý vị có thể đặt hàng trên này. Nhưng mà nhanh nhất chẳng hạn thì quý vị nên liên hệ với số hotline và hoặc là Zalo là 0986798008 thì hàng nhập khẩu Âu là ưu tiên sử dụng Zalo. Chúng tôi không bán hàng trên Facebook, cũng không bán hàng trên các trang thương mại điện tử. Thì trên Facebook cũng như là trên các trang thương mại điện tử thì dành cho quý đại lý là đang bán giá lẻ, chúng tôi không bán lẻ, chỉ bán sỉ thôi. Thì mong quý đại lý và quý khách hàng sau khi theo dõi video này xong thì vui lòng bấm đăng ký ở góc phải của màn hình video này, phía dưới này, bấm vào chữ đăng ký và bấm vào cái chuông để theo dõi mỗi khi mà hàng nhập khẩu ở Âu ra video mới. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe và xin hẹn gặp lại ở những video sau.